Cháu nó gì à? Kìa cháu nó ơi. Cháu đồ lán cú khứng mà áo mà ăn mà mặn mà dưng mà mả mà phê mà mả mà khứng đấy nơ. Cháu cháu ké mà mặn mà dưng. Cháu hơn hai đời cũng đi. Cháu hơn đi mà khứng mà rú mà mặn mà dưng đây mà phê nơ. Nó đi chung sản em quả chung mà số mẹ nơ. Em quả chung mà rú mẹ nơ. มาแปลว่าไม่มีอ่ะเนาะไม่ทราบว่าเป็นไงเนาะอ่าเสร็จแล้วสิว่าไปต่อได้มั้ยไปเอาไว้ทีเดียวไปตัวกว่าก็นั่นนี่เออเอาสุกไปตัวกว่ามันหมดก่อนเออเอาหน่วยนะครับ
Đấy khẩu đâu không bước nữa nãy. Để chứ mà cứ nỡ đâu nỡ là nỡ.
cận, xa xa cận. Và chúng ta cùng nhau mất chút thời gian riêng tư, thời gian bảo quản của mình để cùng hội tụ đông đủ trở về đây tại bản 7 xã Trịnh Phước, huyện Tuấn Châu của tỉnh Sơn La để cùng tham gia tham dự chương trình buổi lễ mừng tân gia đại cát của gia đình anh chị Phát Đạt trong buổi chiều ngày hôm nay. Và chúng tôi là những người làm chương trình, và những lời đón đầu tiên cho phép Đức Duy và Cà Chiêu xin được thay mặt cho ekip thể hiện chương trình xin gửi tới toàn thể quý vị lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Cảm ơn kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến. Và để khép lại cho sự chờ đợi của toàn thể quý vị khách quý từ đầu chương trình tới giờ, thì ngay giây phút ở đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý, chúng ta sẽ cùng ngẩng ánh nhìn của mình về phía cánh cổng Tân Gia Đại Cát và cùng nhau dành ra một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chào đón sự hiện diện của gia đình gia chủ, gia đình anh chị Phát Đạt sẽ cùng dìu dắt tay nhau trở lên chúng ta sân khấu để ra mắt cho toàn thể quý vị quan khách khách quý ngày hôm nay. Dạ vâng, xin được trân trọng kính chào mừng một trăm hai mươi tên lớn này chào đón đại gia đình kinh nghiệm của biên chị em ơi. Dạ vâng, xin cảm ơn những trường hoạt động rất là tuyệt vời của quý vị ạ. Kính thưa quý thân mến, và hiện diện trên sân khấu Tân Gia lúc này đây là đại gia đình hạnh phúc, gia đình anh chị Phát Đạt trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ngay sau đây đúng là lời chào thì cao hơn mâm cỗ. Ngay sau đây trân trọng kính mời Tân gia chủ và chúng ta cùng dành một cái cúi đầu thật sâu để gửi lời chào tới toàn thể quý vị. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân trân trọng và kính mến. Và trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta thì ai cũng mong ước cho mình có được niềm vui, niềm hạnh phúc trọn vẹn. Và ngày hôm nay đây, gia đình anh chị Phát Đạt cũng đã tìm được cho mình niềm vui, niềm hạnh phúc ấy. Và sau khi đang phấn đấu thì giờ đây anh chị đã có cho mình một ngôi nhà rất là khang trang và sạch đẹp mà có thể nói là ai cũng hằng mong ước. Và niềm vui, niềm hạnh phúc đó lại càng được nhân lên rất nhiều khi giờ đây có sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị quan khách khách quý đã đến chung vui và chúc mừng cho gia đình anh chị. Và hơn nữa, hôm nay được xem là ngày thật đẹp, tháng thật lành, ngày 13 tháng 6 năm 2024, tức ngày 8 tháng 5 năm Giáp Thìn, được sự cho phép của cơ quan chính ủy quyền địa phương, sự đồng tình của tất cả thành viên trong gia đình và sự hiện diện có mặt của đông đảo toàn thể quý vị có khách đã có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, các bạn chị Cà Chiêu ơi, chắc hẳn là sân không để quý vị phải đợi chờ thêm một giây phút nào nữa. Và ngay sau đây, ban tổ chức xin được trinh trọng tuyên bố buổi lễ mừng Tân Gia Đại Cát của gia đình anh chị Phát Đạt chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay lớn thành công, chúc mừng năm mới ơi. Sông Hoàng, sông Bòn, tay hơn đời ai và ta thân bên đi qua. Xuân anh hoàng cờ tranh vốn lại có kim má. Phát ngân thân lòi nhân muốn quay lại thân cỏ trắng mà tê. Trang gió ngân cỏ trắng bích ngân tật bao cằm. Trang gió cam cỏ trắng bích cam lại gần phát sủ. Xuân anh cỏ trắng ở ngay mắt dày. Áo xoay bất phản, bản tên hết đáy làng súng. Vất nào phá mặn, cơ bàn với phong mê phi nông nổ. Xuân anh mưu đi, cỏ trắng nghe hạ lẩy mưu đi bếch chăn. Mưu sẵn bếch chăn, mưu đẹp chém ngang phí chân tầm bà. Cỏ trắng bánh hám thủng bơ non, chân bánh con thủng mưu rú. Khẩu mưu rơ hăng, khẩu mưu năng ở phòng, cơ bàn với phong mê phi nông ơi. Xuân anh cỏ trắng nghe cá mưu áo thích lại phong mê phi nông bàn phương. Xuân sang bản sang na, xuân sang miền sang xã. Hảo gần mắc kê tổng hồng quân. Mà chung băng khăn máy là khăn tôi ơi ai phá đàn hốc cả ba mớ. Khai đi xung lúc xung làn của báo vi sáng ngày xưa. Cả hai xa phát nả ơi ai. Chung băng lời tích lại hải em bầu mẹ bình nồng hâu. Phần ngờ lưng chơi hảo hàn khăn bành. Dân kinh khoát tay bên ảnh mà mất mưa nửa. Phần ngờ bùn lì sân khẩu. Ngân thầu ngân bùn lì. Ngân minh khẩu hai phát trắng khẩu đống. Hâu chơi lại hảo cánh khăn hơn tuổi hơn sáu vì đã đắp bầu mẹ bình nồng hâu. Vâng, cảm ơn ngay giờ đây cũng xin được bàn phép thay lời cho toàn thể quý vị quan khách. Xin được chúc cho gia đình anh chị Phát Đạt chuyển vào ngôi nhà mới tài lộc dồi dào, vinh hoa phú quý đến trường thọ, tài lộc an khang quý cát tường, ăn nên làm ra, tiền vào là như nước sông Đà, tiền ra là nhỏ giọt như cả phê phi anh chị nhá. Hôm nay là một ngôi nhà mới, sang năm sẽ là một ngưỡng ô tô sang hơn nữa nha anh chị ơi. Và kính thưa quý thân mến, hôm nay ngoài những tình cảm của quý chú chị đã có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay thì những người làm anh làm chị, làm ông làm bà cũng như họ hàng gần xa cũng sẽ có phần quà để gửi gắm đến anh chị trong buổi chiều ngày hôm nay.
Và xin được trân trọng kính mời các anh chị chúng ta có tên trong danh sách trao quà. Chúng ta cùng di chuyển về phía cánh cửa của sân khấu để thực hiện trong việc trao quà. Và món quà đầu tiên xin được trân trọng kính mời gia đình anh chị Trường Tiến. Và xin được trân trọng kính mời gia đình anh chị Bảo Trang cũng sẽ có phần quà để gửi gắm đến hai em của mình. Trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và sau món quà đến từ gia đình anh chị Trường Tiến cũng như là gia đình anh chị Bảo Trang thì ban tổ chức cũng sẽ là trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình anh chị Cường Hà, món quà đến từ gia đình anh chị Đức Duyên ạ, xin được trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và chúng ta đang được chứng kiến một hình ảnh rất là tuyệt vời đúng không ạ? Dạ vâng, đó chính là những bó hoa bằng tờ polymer ạ. Và xin mời quý vị có thể nổ ra một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho gia đình anh chị phát đạt được không quý vị ơi? Vâng ạ, và sau món quà của gia đình anh chị Đức Duyên cũng xin được trân trọng kính mời và bước lên sân khấu. Món quà đến từ gia đình anh chị Quỳnh Nhân và món quà đến từ gia đình anh chị Đức Trịnh cũng sẽ có những phần quà để gửi gắm đến hai em của mình. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời anh Caramel ạ sẽ chụp cho đại gia đình của chúng ta một tấm hình để làm lưu niệm được không ạ? Và xin mời các chị chúng ta. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và để tiếp nối chương trình thì ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình anh chị Quỳnh Nhân, món quà đến từ gia đình anh chị Đức Trịnh, cũng như là món quà đến từ gia đình ông Dương Liêm, món quà đến từ gia đình bố Dương Thiết, món quà đến từ chị Thiết và cũng như là món quà đến từ gia đình anh Tuấn Hùng ạ. Xin được trân trọng kính mời. Quả vô cùng quý nghĩa đến với tân gia chủ trong buổi trang ngày hôm nay, và trong quá trình tổ chức cũng như là tiếp đón chắc chắn sẽ còn nhiều điều thiếu sót, mong quý vị sẽ thông cảm cho ban tổ chức và gia đình. Xin vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, và một lần nữa thì ban tổ chức sẽ được thay mặt cho gia đình anh chị phát đạt trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ là gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới toàn thể các anh các chị, các ông các bà đã cùng những bó hoa rất là tuyệt vời nhất này dành tặng cho gia đình anh chị phát đạt trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, một lần nữa thì ban tổ chức xin được thay mặt cho gia đình cảm ơn các anh các chị rất là nhiều ạ. Vâng, xin mời các anh các chị chúng ta cùng ngả lại sân khấu để cùng chúng ta. Mời anh chị phát đạt ạ. Xin mời anh chị phát đạt chúng ta sẽ cùng nhau tiến về phía bàn tiệc rượu để đến với nghi thức rót rượu champagne ạ. Xin được trân trọng kính mời. Chúng ta sẽ cùng nhau giơ to 1, 2, 3, 2, 3 chúc mừng tất cả đại gia được không quý vị anh chị em ơi.
MC cũng có phần luôn ạ. Vâng, cả một ngày sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng rót lên chén rượu của mình thật đông đầy đây ạ. Xin mời các anh chị chúng ta cùng nhấc chén của mình lên đi ạ. Vâng, cả một chén đây là 100% là rượu nha anh chị. Những người là giàu không có được cho đâu ạ. Chuẩn bị thức ở nhà mình ơi. Quý vị đã chuẩn bị xong chưa? Vâng, cả bạn nhớ là cầm đúng chén của mình nha. Không được người bên cạnh thì không có chén đâu ạ.